an trụ trơn như an trụ pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghì an trụ thánh đế khổ an trụ thánh đế tập diệt đạo tu hành bốn niệm trụ tu hành bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo tu hành bốn tịnh lự, tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu hành tám giải thoát, tu hành tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, tu hành pháp môn giải thoát không, tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, tu hành năm loại mắt, tu hành sáu phép thần thông, tu hành mười lực Phật, tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Tu hành pháp không quên mất, tu hành tánh luôn luôn xả, tu hành tất cả pháp môn đà la ni, tu hành tất cả pháp môn tam ma địa, tu hành trí nhất thiết, tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng khiến được viên mãn. Khánh Hỷ nên biết, nếu đại bồ tát đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thường khéo hiểu biết thông suốt tu hành bố thí ba la mật đa tu hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa an trụ pháp không nội an trụ pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không Cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh, an trụ chân như, an trụ Pháp giới Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, Pháp định, Pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. An trụ thánh đế khổ, an trụ thánh đế tập diệt đạo, tu hành bốn niệm trụ, tu hành bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo tu hành bốn tịnh lự, tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu hành tám giải thoát, tu hành tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, tu hành pháp môn giải thoát không, tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, tu hành năm loại mắt, tu hành sáu phép thần thông, tu hành mười lực Phật, tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, tu hành pháp không quên mất, tu hành tánh luôn luôn xả, tu hành tất tất cả pháp môn đà la ni tu hành tất cả pháp môn tam ma địa tu hành trí nhất thiết, tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, khiến được viên mãn, mà đại Bồ Tát ấy chẳng đắc quả vị giác ngộ cao tột, trụ ở bậc thanh văn độc giác thì không có việc đó. Vì vậy, đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, khéo hiểu rõ thông suốt, tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, cho đến tu hành trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng khiến được viên mãn